Vì chư thiên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay người vì chư thiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sĩ Bồ Tát, người vì chư thiên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sĩ Bồ Tát, người vì chư thiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sĩ Bồ Tát, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Thanh Ánh Chánh Ý, có những hành động khác có nhân đúng pháp, với những hành động này có thể làm được các trách nhiệm chư thiên phải làm đối với chư thiên, không làm các điều ác, làm được các hiện thiện hành. Này Thanh Ánh Chánh Ý, ông nghĩ thế nào? Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Thanh Ánh Chi Ná, có những hành động khác có nhân đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Thanh Ánh Chi Ná, ông nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh, tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Thanh Ánh Chánh Ý, có những hành động khác có nhân đúng pháp, với những hành động này có thể làm thỏa mãn trưởng dưỡng cái thân, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 471. Con đường hướng thượng. Sau này khi lâm trọng bệnh, tự biết khó sống lâu hơn, nên Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý muốn gặp tôn giả Sariputta để được huấn thị. Kinh văn: Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý sau một thời gian bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, rồi Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý cho gọi một người khác: Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Thưa Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý bị bệnh khổ đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Rồi ông đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa: Thưa tôn giả Sariputta, Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa: Tôn giả lành thay, nếu tôn giả Sariputta đi đến trú xá của Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý. Thưa vâng tôn giả. Người ấy vâng theo lời Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa: Thưa tôn giả lành thay, nếu tôn giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót đi đến trú xá của Bà La Môn Thanh Ánh Chánh Ý.
Tôn giả xá im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Sariputta đắc y, cầm y bát đến trú xá Bà La Môn Thanánchani. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Sariputta hỏi Bà La Môn Thanánchani: Ta mong, này Thanánchani, ông có thể kham nhẫn. Ta mong ông có thể chịu đựng. Ta mong khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, và sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, và sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, tôi bị cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, như một người đồ tệ thiện xảo hay đệ tử người đồ tệ cắt ngang bụng với con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố đang hừng. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một sự nắm kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Này Thanánchani, địa ngục hay bàn sanh chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, bàn sanh tốt hơn địa ngục. Này Thanánchani, bàn sanh hay cảnh ngạ quỷ chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn bàn sanh. Này Thanánchani, cảnh giới ngạ quỷ hay loài người chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, loài người tốt hơn cảnh giới ngạ quỷ. Này Thanánchani, loài người hay tứ thiên vương thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tứ thiên vương thiên tốt hơn loài người. Này Thanánchani, tứ thiên vương thiên hay tam thập tam thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tam thập tam thiên tốt hơn tứ thiên vương thiên. Này Thanánchani, tam thập tam thiên hay dạ ma thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, dạ ma thiên tốt hơn tam thập tam thiên. Này Thanánchani, dạ ma thiên hay đau súc đà thiên tú xí tá chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, đau súc đà thiên tốt hơn dạ ma thiên. Này Thanánchani, đau súc đà thiên hay hóa lạc ním ma ná rá tí chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, hóa lạc thiên tốt hơn đau súc đà thiên. Này Thanánchani, hóa lạc thiên hay tha hóa tự tại thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tha hóa tại thiên tốt hơn hóa lạc thiên. Này Thanánchani, tha hóa tự tại thiên hay phạm thiên giới chỗ nào tốt hơn? Tôn giả Sariputta đã nói, phạm thiên giới,
Tôn giả Sariputta đã nói phạm thiên giới. Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ, các vị Bà La Môn này rất ái luyến phạm thiên giới, vậy ta hãy thuyết giảng con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Này Thanánchani, ta sẽ thuyết giảng cho ông con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Hãy nghe khéo tác ý. Ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bà La Môn Thanánchani vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta thuyết như sau. Này Thanánchani, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên? Ở đây, này Thanánchani, vì tỷ kheo an trú, biến mạng một phương với tâm cầu hữu, với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp với vô biên giới, vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu, với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này Thanánchani, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Lại nữa, này Thanánchani, vì tỷ kheo an trú biển mạng với một phương, với tâm câu hữu, với bi, như trên vân vân, an trú biến mạng một phương với tâm câu hỷ, với tâm câu hữu với hỷ, như trên vân vân, an trú biên mãn với một phương với tâm câu hữu với xã. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xã, quảng đại, vô biên, hoặc không sân. Này Thanánchani, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa bạch Thế Tôn Bà La Môn Thanánchani bị bệnh khổ đau bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 472. Cái nhìn khác biệt của bậc vô thượng điệu ngự. Sau câu chuyện kể trên, Đức Phật dạy rằng nếu được hướng dẫn thêm thì Thanánchani sẽ đạt đến cảnh giới siêu thế. Kinh văn. Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có một cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, sau khi an trú Bà La Môn và phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Và Bà La Môn Thanánchani, sau khi Tôn giả Sariputta ra đi, không bao lâu liền mệnh chung và được sanh lên phạm thiên giới. Rồi Thế Tôn lại các tỷ kheo, này các tỷ kheo, dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an trú Bà La Môn Thanánchani và phạm thiên giới thấp kém đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Thanánchani bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Này Sariputta, vì sao dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, ông sau khi an trú Bà La Môn Thanánchani vào phạm thiên giới thấp kém đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau, những vị Bà La Môn này rất luyến ái phạm thiên giới, do vậy con mới thuyết giảng con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên giới. Và này Sariputta, Bà La Môn Thanánchani đã mệnh chung và sanh lên phạm thiên giới. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh thường tuệ giác đẳng từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Thúc Thai giáng. Dạ ở đây con sám hối là lúc con đọc con hơi bỏ cái tâm mình vô đó nhiều quá, thành ra cái lúc con đọc lời của con hơi có một chút
hơi rung chút xíu. Dạ, con xin sám hối Nam Mô Bụt Tha giá. Quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh Dhanan Chani là tên của một vị quan thượng thư của vua Bibisara ở tại xứ Makinda, Magadha. Có một vài điểm về lịch sử mà chúng ta nên nhắc ở tại đây là trong 45 năm hoằng hóa của Đức Phật thì 20 năm đầu tiên Đức Thế Tôn thường đi nhiều nơi và đặc biệt là ở trong mùa an cư thì có thể cách bất được, nhưng mà 25 mùa hạ về sau này thì Đức Phật ngài thường an cư phần lớn ở tại Xá Lợi Savasthi, và trong 25 năm còn lại đó thì chỉ có một năm là ngày an cư ở tại Phương Xá. Ngoài ra thì 24 năm thì ngày an cư ở tại thành Xá Lợi. Trong 4 năm đó thì 19 năm ngày an cư ở tại Chục Viên, và 5 năm thì ngày an cư ở tại Đông Phương Tự của Visakha. Thì ở trong 20 năm đầu tiên trong sự quản pháp, Đức Thế Tôn này thường đi đó đi đây một mình hoặc giả là với một số chư vị tỳ kheo, chứ ngài không có thường có một hội chúng. Cũng có lúc chẳng phải là không có, nhưng mà không có thường. Và do vậy cái sinh hoạt của tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta nhớ rằng tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên đến với giáo pháp ở trong cái năm đầu tiên sau mùa an cư của Đức Thế Tôn, lần thứ hai, xin lỗi quý vị, thì tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên trở thành đệ tử Phật. Mặc dù là như vị thường thủ thính tâm, mặc dù là hai vị giáo thọ, nhưng mà rồi trong thời gian 20 năm đầu tiên đời hoằng đạo của Đức Phật đó, thì có rất nhiều lần tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đi đó đi đây sinh hoạt riêng lẻ. Cho đến 20 sau 20 năm đó thì hai ngài thường xuyên ở chung với Đức Thế Tôn ở trong cơ hội chúng đông đông đảo, đặc biệt là chu kỳ viên trong cái vai thọ trò của vị giáo thọ. Và đó là phương diện lịch sử, về phương diện
địa lý đó, thì như chúng tôi có nói nhiều lần trước đây, hai cái vương quốc lớn của Ấn Độ, của miền Trung Ấn thời bấy giờ, đó là Magadha và Kosala. Kosala hay là Kiều Tắc La đó, thì có kinh đô là Savatthi, Xá Vệ, do vua Ba Tư Nặc trị vì, và Ba Sa Đa Đi trị vì, và cái vương quốc mà Magadha là Mạt Kiệt Đà đó, là có cái kinh đô ở tại Ratchakha. Và vị vua nổi tiếng thời bấy giờ là vua Bimbisara hay vua Bình Sa Vương. Sau này vua Bình Sa Vương bị con xóa ngôi, không phải xóa ngôi, ngôi rồi con giết, thì tức là vị vua kế chức của Asatthế, như chúng ta nghe nhiều lần. Thì thưa quý vị, Ma Kiệt Đà là nơi xuất thân của rất nhiều đức, nổi tiếng của Đức Phật. Ở trong đó thì có ngài Xá Lợi Phất, ngài Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Ba Nem, ngài Cách Sắp Bá và nhiều vị nữa. Trong lúc đó thì ở tại thành Xá Vệ thì có rất nhiều vị cư sĩ nổi tiếng như là Cấp Cô Độc của núi Sa Kha, Sa Pa Sa, v.v. Thì trong câu chuyện này đó, thì chúng ta nghe về trường hợp tôn giả Xá Lợi Phất, đã đi du hành ở tại Nam Sơn, Dakshinagiri, cùng với một đại chúng tỳ kheo, tức là có một số vị đi theo tôn giả Xá Lợi Phất. Nghĩa là lúc đó tôn giả đi du hành, không có ở chung với Đức Phật. Và tôn giả đã đón nhận một vị tỳ kheo như là vị khách đến viếng thăm, và vị khách này đến từ thành Vương Xá. Và tôn giả giống như một cái thông lệ là hỏi thăm là Đức Thế Tôn, ngài có khỏe không, rồi ngài cũng hỏi thăm một vài việc chư tăng mình yên không. Để thưa quý vị, ở trong lời hỏi thăm tôn giả đặc biệt để hỏi đến một vị quan thượng trư Đà Hanan Chani. Đà Hanan Chani là một vị quan thượng trư mà có một người vợ là một người đàn tính rất là đạo thông, và đồng thời là một người đoan chính, có tánh hạnh rất là tốt. Nhưng mà người vợ đó lại qua đời. Bản thân của Đà Hanan Chani lại là một người biết Phật pháp, cũng đã cúng dường đến tôn giả Xá Lợi Phất chỉ đăng. Nhưng mà khi mà người vợ đầu tiên mà mất rồi thì vị này là tục quyền với một người phụ nữ thứ hai, và người phụ nữ thứ hai này đó lại là một người ưa chuộng về danh lợi. Và không có đức tin ở Tam Bảo, chẳng như vậy mà còn vận dụng rất là nhiều cái thủ đoạn quyền chức của chồng mình ở trong tư cách là vị quan trưởng thư để nhận tiền hối lộ, để chèn ép những người thấp cổ bé miệng phải cung ứng tiền bạc theo cái sự chi tiêu xa xỉ của mình. Thì từ khi người vợ đầu tiên mất đi đó, thì Bà La Môn đã ra chết lại có một cuộc sống đổi khác, chuyển hướng sang từ một người có đời sống, có hiểu biết, có tính tâm, có làm phước, bây giờ trở thành một người gây ra nhiều cái khổ lụy cho dân chúng, cho những người thấp hơn mình, và đời sống không có đẹp. Có lẽ là vì một cái sự quen biết trước kia, nên trong cái lời hỏi thăm của tôn giả Sariputta thì ngài hỏi luôn về là môn đà hanan chani,
Và vị tỳ kheo mà đến từ Vương Xá đó thì cũng đã trình với tôn giả rằng Bà La Môn Thanh Chánh Ý lúc này nói theo tôi ngôn ngữ Việt Nam bây giờ xuống cấp rồi, tức là bây giờ thay đổi nhưng tệ hơn chứ không phải như trước, bởi vì khi mà vợ trước chết rồi vợ sau lên thì bây giờ nặng về đấu tranh danh đoạt lợi, chạy theo tiền tài danh lợi bất chấp thủ đoạn, chắc không có được tốt như ngày xưa. Thì thưa vị tôn giả, sau buổi sáng nghe vậy thì ngài cũng có tâm bi mẫn. Tôn giả Sa-ri-bút-tát thì ngài là người đặc biệt chứ, ngài có nhiều cái tâm tế độ cho rất nhiều tầng lớp khác nhau, từ xuất gia cho đến tại gia, từ vua chúa cho đến người bình dân, từ lớn đến nhỏ. Và ngài nghe như vậy thì ngài nghĩ rằng ngài sẽ đi về thành Vương Xá để lễ Đức Phật, và ngài cũng sẽ thăm viếng Bà La Môn Đa Hành Chánh và có lời khuyên như chúng ta được nghe trong bài kinh này. Thứ thì đó là một buổi sáng khi mà tôn giả đã trở về thành Vương Xá rồi, và như đó là Đức Phật và các đệ tử vào buổi sáng ngày đi khất thực. Lý do rất là đơn giản là ở tại các cái quốc gia Nam Á và Đông Nam Á chúng ta thì thứ vị buổi sáng người ta hay nấu ăn sống, có nhiều lý do là người ta nấu ăn để ra đồng cho sống, người đàn bà thích thì nấu ăn để cho chồng mang cơm, người ra đồng giờ làm việc sớm thì nó mát, và bởi vì phải nấu ăn ra đồng nên nấu sớm. Và Đức Phật và Chư Tăng thường là dân sư các ngày đi khất thực, mặc dù thời đó chưa có luật cấm, nhưng mà tất cả chư vị A-la-hán, tất cả những vị hoàn toàn giải thoát rồi, các ngài không ăn phi thời như Đức Phật và các vị đại đệ tử. Các ngài có một cái cách sống tự nhiên là chỉ ăn một ngày một bữa, ăn một ngày một bữa và sau khi rời chỗ ngồi rồi không ăn vặt thêm gì hết. Ăn bữa vừa đủ để nuôi thân của các ngài thôi, để cho thân sống không có bị không có bị suy kiệt về sức khỏe. Và tôn giả Sa-lợi Phất cũng phải buổi sáng ngày cơm ở ngày khất thực xong rồi ngày tìm một gốc cây ngày thọ thực, rồi sau đó thì ngày đi đến gần nhà của Bà La Môn Thanh Chánh, vì Bà La Môn này trông thấy tôn giả rồi thì lúc đó vì đang vắt sữa, và vị nào mà ở Ấn Độ thì biết rằng người Ấn Độ là một cái dân tộc ở tại Á Châu mà biết biết nhiều về sữa so với người Trung Quốc, so với các sắc dân khác ở vùng Đông Nam Á như Nhật Bản hay là Việt Nam chúng ta, Ấn Độ không biết về sữa. Cho đến bây giờ ngày hôm nay thì vẫn còn có cái hình thức là ở trong nhà họ nuôi nuôi bò lấy sữa, và sữa họ vắt ra thì họ họ sử dụng liền gọi sữa tươi đó, chứ họ không có qua cái quá trình pasteurized khử trùng khử khuẩn như là chúng ta. Bây giờ nếu mà người Việt mà chúng ta mà uống uống sữa tươi kiểu nó dễ đau bụng, nhưng mà Ấn Độ thì nó quen, Ấn Độ họ quen, họ uống sữa thẳng nó có mùi một chút nhưng mà nó béo lắm. Chúng tôi cũng sang Ấn Độ có thử một vài lần. Thì quý vị Bà La Môn thấy tôn giả thì mang sữa đến để cúng dường, thì có điều là sữa nó là một thứ thực phẩm, bây giờ ở nhiều quốc gia gọi là một thứ thức uống, nhưng mà bên Ấn Độ đó là một thứ thực phẩm. Và Chư Tăng ở tại Ấn Độ và ngay cả như ở Miến Điện Thái Lan theo ngài Chan Cha hay là theo Chan Minh hay là theo người Mahasi thì cũng không uống sữa buổi chiều, tại vì sữa là một thực phẩm, cũng có nhiều vị thì cho sữa là một thức uống.
thì bà môn đem khi sữa đến cúng dường, tôn giả từ chối, đó là đã thọ thực vậy, nhưng mà thực sự đã quá giờ rồi, giống như ăn bữa nữa chứ ngày cũng dùng. Và ngài ngồi ở dưới nghỉ gốc cây, ngài cho biết như vậy. Và tôi bà la môn đã đến gặp tôn giả. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi phải trở lại một vấn đề nó có tên cách là ngôn ngữ một chút xíu. Ở đây là trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu á, có cái chữ là này Dhanan Chani, ông có sống phóng dật không? Dạ, chữ phóng dật như chúng tôi nói là chữ phóng dật, mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch là nó khác với Ngài Tịnh Sự. Dạ, Ngài Tịnh Sự dịch chữ phóng dật, Ngài dịch chữ, theo kiểu cổ văn dịch chữ Thích Chá nghĩa là dao động. Dạ, dao động tán loạn với Thích Chá, như tâm si nghi hoặc và tâm si phóng dật. Nhưng mà cái chữ phóng dật mà ở trong Kim Văn á, của chữ Hán đó, mà Hòa Thượng Minh Châu thường dịch, chữ phóng dật đó dịch từ chữ Appamattu, Appamattu, tức là không có buông thả, không có giải đãi, không có giải đãi, không có dễ vui. Thì đôi khi họ dịch cái chữ ngược lại đó là chữ tinh cần, tinh tấn, hay trong cái anh thường dịch là diligent, diligent, tức là tinh cần. Mà Bác Phạm Khánh thường dịch nghĩa là chuyên niệm, chuyên niệm. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta không dùng chữ chuyên niệm mà chúng ta dịch chữ chữ là có tinh tấn không, có sống giải đãi không, ông có sống giải đãi không, có tinh cần không. Thì thưa quý vị, vì Bà La Môn đã là một Phật tử, nếu lát nữa chúng ta nghe vị tôn giả hỏi về các cảnh giới như là cảnh địa ngục, bàng sanh ngạ quỷ vân vân, thì vị này trả lời từ cõi khổ cho đến cõi trời một cái thứ lớp, thì cái hiểu đó là hiểu của người Phật tử. Thì vị Bà La Môn này nói rằng và con sống thì bắt buộc phải giải đãi rồi, và bắt buộc phải giải đãi, bởi vì tức là bởi vì có vị Bà La Môn này nó có nhiều lý do, và lý do phụng dưỡng mẹ cha, rồi phải nuôi vợ con, rồi phải lo cho những người làm công cho mình, rồi bạn bè thân hữu của Phật, tức là cái ý của vị tôn giả Xá Lợi Phất hỏi là Bà La Môn Đà Hà Chánh Ý có Đà Hà Chánh Ý có tinh tấn trong thiền pháp không? Dạ, có tinh tấn trong thiền pháp không? Thì vị này nói dạ không, dạ không, bởi vì có nhiều cái việc phải lo, như là công ăn việc làm, lo cho cha mẹ con cái, cha mẹ vợ con, rồi thù tạc xã hội, rồi đối với vua chúa đủ thứ chuyện hết. Dạ, và có rất nhiều lý do. Thì ngày sáng người Phật nghe Bà La Môn Dhanan Chani trân dẫn dài dòng lắm, những lý do mà sống không có tinh cần trong chuyện pháp. Thì tôn giả sáng Phật lắng nghe, nhưng mà sao lắng nghe không, thì tôn giả hỏi từng phần một, hỏi từng câu một là đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với người ăn cái ở trong nhà, đối với bạn bè thân hữu, đối với vua chúa vân vân. Thì khi mà mỗi một câu hỏi tôn giả đưa ra thì đều có một câu hỏi giống nhau, đó là nếu mà mình nhân danh những người đó và nói rằng vì những người đó mà mình làm các ác hạnh, thì liệu rằng khi mình sanh vào địa ngục mà, thì người ta quăng mình vào địa ngục, mình có nói vị sư là đừng quăng tôi vào trong địa ngục, mà tại vì tôi đã làm ác, vì vì sao, vì vì cha, vì mẹ, vợ con. Thì thật ra thời đó, thời đó
cuộc sống con người, nghĩ nhiều về nhân quả, nghĩ nhiều về đời sau. Nhưng mà ở trong thời ngày hôm nay chúng ta đang sống, ví dụ chúng ta đang sống trong thời, ở trong một cái thế giới, trong một quốc gia phát triển như Hoa Kỳ chẳng hạn. Bây giờ có một người, họ nói rằng họ phải làm việc phi pháp, nhưng bán cần sa ma túy, vì lý do là vì vợ, vì con, v.v. Thì câu hỏi đặt ra là nếu mà mình làm việc phi pháp như bán cần sa ma túy, mà khi bị bắt đưa ra tòa, trước khi bị tuyên án, thì mình có thể nói rằng ô, tôi đã bán cần sa ma túy phải là vì cho mình, mà vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì con, v.v. Thì tòa có tha không? Thì cái câu trả lời ngày hôm nay đối luật pháp Hoa Kỳ là không. Nếu mà mình làm những chuyện như giết người hay trộm cắp hay là buôn lậu, ra tòa mình không thấy nó, mình làm chuyện đó vì những người thân của mình, của người này kia, thì tôn giả Xá Lợi Phất hỏi một câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà khi hỏi về những người mà bị chịu khổ trong địa ngục, bị quỷ sứ hành hình, thì liệu rằng mình có nói rằng mình vì người này, vì người kia mà mình làm ác như vậy có được ân xá không? Thì chuyện đó không. Thì thưa quý vị, rồi tôn giả Xá Lợi Phất lại nêu lên một vấn đề ngược lại. Chúng ta nhớ như vậy là Bà La Môn Dharanchani không phải là người thiếu hiểu biết, cũng là một phần trí thức làm thượng thư mà. Bà La Môn được là quan lớn, quan đại thần. Nhưng mà con người mình đó, nó có cái lạ lắm thưa quý vị. Nếu mà gặp đúng người và người đó nói đúng và dẫn dắt cái suy tư, cái tư duy của mình, thì có sự thay đổi. Và đôi khi trong cái sự dẫn dắt tư duy của mình, nó có những cái chuyện mà nó bình thường, nó phải được trải rộng ra. Chúng tôi lấy ví dụ như là khi mà Đức Phật giảng Kinh Vô Ngã Tướng cho năm anh em Kiều Trần Như, thì nếu chúng ta mới đọc thì nghe như là Đức Phật ngài nói dài quá, nói dư quá. Ví dụ như thay vì Đức Phật ngài hỏi rằng chi vì kheo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là thường hay vô thường, và Đức Thế Tôn năm quẩn là vô thường, những gì vô thường thì là khổ hay vui, và Đức Thế Tôn những gì vô thường là khổ, những gì vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì có nên cho những thứ đó là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Và Đức Thế Tôn chẳng nên. Nói như vậy rất gọn, và cũng là cái kinh văn mà chúng ta tụng ngày hôm nay. Nhưng mà trong nguyên văn thì Đức Phật không có nói như vậy. Nguyên văn thì Đức Phật đi vào từng phần một. Này các tỳ kheo, các thầy cho sắc quẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc quẩn là vô. Những gì vô thường là khổ hay vui? Bạch Thế Tôn, những gì vô thường là khổ. Những gì vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường thì nên cho bậc ấy là của ta, và ta là tiền lạc của ta chẳng. Bạch Đức Thế Tôn chẳng nên. Rồi sau đó ngài lại hỏi thọ quẩn như vậy. Rồi sau đó ngài hỏi về tưởng quẩn, hành quẩn, tứ quẩn, và ngài lặp lại. Thì nếu chúng ta không có quen với pháp hành, không quen với kinh văn, thì chúng ta nghĩ là nói như vậy nó dài dòng quá. Tại sao không gom cả năm quẩn lại? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay là để chi tỳ kheo, các thầy nghĩ thế nào năm quẩn là thường hay vô thường? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi Đức Phật ngài giảng như vậy rồi, không phải để cho năm vị điều trình như nghe không, mà còn để cho quán chiếu, mà hãy quán chiếu là phải đi vào từng phần một. Ở đây nó có một cái chuyện mà nó có cái khác biệt giữa cái pháp học và pháp hành. Ở trong pháp học nhiều khi chúng ta nói càng gọn càng tốt, nhưng trong pháp hành có đôi khi phải nói từng phần. Ở đây đó là pháp hành có cái công năng chuyển hóa nhiều hơn pháp học. Hôm qua chúng tôi có được một Phật tử gửi cho một cái clip video ở trong đó thâu về một sư cô ở tại California nói về cái cách để xóa tan sợ hãi. Thì thưa quý vị,
khi mà chúng tôi ngồi xem cái đó theo lời yêu cầu của Phật tử đó, thì chúng tôi xem xong thì chúng tôi có nói Phật tử là chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói chuyện với người Phật tử đó, là chúng ta thường nghĩ rằng mọi cái chuyện mà áp đảo đối với sợ hãi đó, nó chỉ thuần là lý trí, nhưng ở trên thực tế có nhiều cái lý trí nó không làm, mà phải là một cái cách sống để chuyển hóa, như trong cái sợ hãi và kiếp đặt chẳng hạn. Thì cái suy tư duy mà về phương diện tốt xấu thiện ác trên lý lẽ đó là chuyện khác, nhưng mà trên phương diện cái đời sống là một chuyện khác, đời sống thật đó là một chuyện khác. Cái đó chúng ta gọi là một sự trải nghiệm thực sự. Thì ở tại đây chứ tôn giả Sa Lợi Phất đã làm một việc, đó là ngài phải thay đổi cái đầu óc, cái tư duy, cái cách sống của Bà La Môn Hanan Chari. Mà để thay đổi, để chuyển hóa đó, thì ngài không phải chỉ nói về lý thuyết, mà ngài phải đi vào từng phần, mình gọi là phải gõ vào trong đầu từng điểm một. À, mình nói rằng sống theo ác hạnh, bởi vì sống buông thả theo ác hạnh, bởi vì cha mẹ nè, bởi vì vợ con nè, bởi vì người ăn kẻ ở nè, bởi vì bạn bè thân hữu nè, bởi vì vua, bởi vì xã hội, vân vân vân. Thì ngài cũng đi vào từng phần một, và sau đó là ngài lại hỏi ngược lại. Ngài cho Bà La Môn có sự so sánh là mình cũng thương cha thương mẹ, mà mình thương bằng thiện hạnh nó có tốt hơn mình thương bằng ác hạnh không? Thì Bà La Môn phải trả lời rằng dạ đúng, thương cha thương mẹ bằng thiện hạnh tốt hơn. Ví dụ bây giờ quý Phật tử mà có con cái nó thương cha thương mẹ mà đi đi bán cần sa ma túy, thì nó có tốt hơn là nó đi làm tuy là lương thấp nhưng mà lâu lâu nó đem về bữa tiền cúng dường cha mẹ mà lại lại không có phiền phức thì dĩ nhiên tốt hơn rồi. Còn nếu mà mình vì cha vì mẹ vợ con mà mình làm việc bất chánh, đi buôn bán cần sa ma túy, có thể là lúc đó mình có rất là giàu đó, rất là nhiều tiền, nhưng mà lúc khác rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lúc nó đủ thứ, nó đủ thứ những cái phiền toái trong cuộc đời. Và tôn giả Sa Lợi Phất chỉ đặt ra câu hỏi cái nào tốt hơn, thì vị này trả lời dạ thưa làm, tức là sống vì cha vì mẹ vợ con vân vân bằng chánh hạnh nó cũng tốt hơn tạ. Và sắp đó cũng phải đi đi lại một loạt vì người này người kia. Và cái cách nói của tôn giả Sa Lợi Phất, người Sariputta, có sức thuyết phục rất lớn. Có sức thuyết phục rất lớn để khiến cho vị Bà La Môn này thay đổi. Làm sao chúng ta biết vị này thay đổi? Là bởi vì khi mà vị này bị bệnh thì vị này không lo đến tiền bạc nữa, mà vị này bị bệnh thì vị này đã gửi người đến để đảnh lễ Thế Tôn và để gặp tôn giả Sa Lợi Phất là thưa xin thỉnh ngài khoan hỷ đến. Và thưa quý vị, đây là một cái truyền thống mà đến đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn giữ nhiều hơn, đó là gặp gỡ những người Phật tử bị bệnh nặng và thật sự trong lúc hấp hối. Nhiều Phật tử đó thì họ rất là muốn là khi mà có thân nhân chết rồi thỉnh quý thầy tụng kinh, nhưng mà chúng tôi thưa rằng cái chuyện mà một người mất rồi rồi mà đến tụng kinh đó, thì nó cũng nên làm, nhưng mà nó cái công năng nó ít lắm, cái công năng, cái diệu năng của chánh pháp mà tốt là lúc người đó còn sống, còn có thể nghe được, cảm được. Ví dụ như một Phật tử mời chúng tôi đến gặp một người nào đó trong lúc hấp hối, lúc lâm chung, thì chúng tôi thấy việc đó hoàn toàn tốt, rất tốt, tại vì nhất là khi người đó còn nghe được. Thì ở đây rất nhiều trường hợp thời Đức Thế Tôn còn tại thế, những người bị bệnh nặng đó, họ cần gặp Đức Phật hay Chư Tăng, thì Đức Phật cũng ngự đến hay là Chư Tăng cũng ngự đến. Trong trường hợp này tôn giả Sariputta lại đến. Và thứ gì tôn giả đến thì một cái lời nói bình thường của tôn giả là tôn giả mong là người bệnh có khả năng kham nhẫn được. Thật ra khi bị bệnh mà chúng ta ngày nay đi sống ở tại Mỹ đôi khi nó cũng Phật, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng
cái thuốc giảm đau bây giờ nó tốt hơn ngày xưa rất là nhiều, thứ thuốc giảm đau. Chúng tôi nhớ có những lần chúng tôi làm răng hay là bệnh đó, mà chúng tôi nghĩ không có thuốc giảm đau chắc nó đau khủng khiếp lắm. Bởi vì sao, khi cái thuốc mà nó thuốc giảm đau mà nó mất công hiệu rồi đó, thì nó vật chúng ta gì đó. Chúng tôi có quen với một người Phật tử mà trong thời gian gần đây là một cuộc giải phẫu lớn, mà ý là có thuốc giảm đau và chăm sóc tốt, mà vì đó có khi nói chúng tôi rằng thực sự rất là đau, và chúng tôi cảm nhận được điều đó. Và quý vị tưởng tượng là da thịt của mình bị cắt ra, mà dĩ nhiên nó đau, và bây giờ có thuốc giảm đau đó. Và thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì với cái y học lúc bấy giờ đó, chúng ta không có thuốc giảm đau. Do đó ngay cả những đệ tử Phật như ông Cốc Cô Độc lúc bị bệnh, lớn tuổi bệnh mà đau lắm, đau cái cơ thể chúng ta khi mà không có thuốc đó, mà nó gặp những cái hệ lụy, những biến chứng, thì lúc đó chúng ta mới thấy là đó là nguy hiểm, đó là một ổ bệnh thật. Bây giờ chúng ta dễ ngươi không thấy gì, chứ thật ra cái thân của chúng ta đó, nó là một cái hiểm họa rất lớn. Thì lúc đó Bà La Môn Đa Hành Chánh đi, trong những giờ phút mà đối đo đương đầu với căn bệnh thì đau lắm. Đau nghĩa là vì này diễn tả, dĩ nhiên là trong cái ngôn ngữ này, cái sự diễn tả này đó, nó là sự diễn tả theo cách là kinh điển, nghĩa là chúng ta nghe nhiều người diễn tả cái đau giống như vậy, nhưng mà đó là cách trùng tam tạng thôi. Nhưng mà ở bên ngoài thì chúng ta sẽ hiểu rằng vị này nó rất đau quá. Khi Bà La Môn như vậy đó, thì Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài phải dùng cách, và chúng ta phải nói ngài là một cái, chúng tôi nói điều này để quý vị nghe, có nhiều vị không có đôi khi không có tế nhị đó. Chúng ta nói vậy giống như coi thường người Xá Lợi Phất. Lát nữa chúng tôi sẽ nói tại sao, nhưng mà chúng ta phải nói rằng ngài đã dùng những cái cách tốt nhất và có thể có được khi nói chuyện với một người bệnh, một người đang rất là đau đớn, rất là đau đớn. Thì ở đây có nhiều đoạn rất là lợi ích cho những người Phật học chúng ta nên học. Ngài dùng một cái khổ, ngài dùng cái khổ gọi là khổ cực điểm, ở trong các cảnh giới khổ, khổ địa ngục. Địa ngục là cái cảnh giới mà chúng sanh bị khổ, là bị hành hạ, bị sống trong cảnh khổ rồi bị hành hạ đó. Và Bà La Môn Đa Đang Chánh Ý là người hiểu được những gì mà đã được nghe, và Bà La Môn đã tin vào điều đó, thì Tôn giả sẽ là có dùng cái hỏi, rằng địa ngục và bàn sanh chúng ta tốt hơn. Thì trước khi mà nói về điểm này đó, thì chúng tôi xin được nói rằng ở đây trong Phật học đó, nó có những con số mà quý vị Phật tử để ý. Có lần chúng tôi tới là chúng ta thường nói 12 thể trược, nhưng mà trong bản văn nguyên như Kinh Tứ Niệm Xứ chỉ đề cập đến 31 thôi, và tại vì tủy và ốc là tính chung, nhưng mà nó 32 là tủy và ốc tính riêng. Và ở trong rất là nhiều cái bản dịch thì tính là trong đường ác đạo có bốn là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula và loài người. Nhưng mà ở trong bản kinh truyền thống đó, nhất là trong Tam Tạng Pali đó, thì Atula chúng ta gọi là quỷ dữ đó, nó cũng là một loại ngạ quỷ. Và đôi khi Atula thì nửa chư thiên, nửa ngạ quỷ. Rằng không có tính Atula riêng, mặc dù có đề cập đến các loại Asura. Rằng thường thường quý vị nghe trong kinh Pali đề cập đến là địa ngục, bàn sanh và các cái loài mà chúng ta gọi là ma quỷ. Ma quỷ, chữ ngạ quỷ, chữ ngạ là đói, và ngạ quỷ là quỷ đói. Thì không nhất thiết là những loài gây ta là ngạ quỷ. Chúng ta nhớ trong kinh điển chữ beta hay gì là ngạ quỷ là quỷ đói, chữ ngạ là đói. Thì chữ beta ở đây có nhiều trong tiếng Anh là ghost, chúng ta dịch là ma quỷ. Thì những cái loài mà ghost này có nhiều loại, có những loại mà rất là
là đối khổ, bị đốt cháy. Có những loại mà có nhiều thần lực mà chỉ hung dữ, có những loại Atula sống cũng đúng với chữ thiên. Chúng ta nói chuyện để sao, ở đây quý vị sẽ không nhắc tới Atula. Nhưng mà ngài ngài sẽ là thoát khỏi đó, thì chúng ta thấy ở tại đây chứ là có so sánh là địa ngục rồi bàn sanh. Chữ bàn nghĩa là ngang, bàn sanh tức là những chúng sanh mà đi cái mình nó ngang, tức là loài người và chư thiên đó, thì mình đứng thẳng đấy. Dĩ nhiên trong loài vật có loài và loài đứng, nhưng mà thường là ngang. Thì ở đây chúng ta gọi là bàn sanh hay là súc sanh, và chữ súc sanh mình là nặng cho nên dùng chữ bàn sanh. Thì nó là một trong những cái đoạn kinh văn rất là hiếm mà những cái loài ngạ quỷ đó được liệt kê là ma quỷ là cao hơn bản sanh, cao hơn là súc sanh. Súc sanh ở đây có thể là con chó, con mèo, con cọp, con beo, có thể là con kiến, con gián, có thể là những loài vi sinh vật vô vật, thượng cầm hạ thú, những loài thủy tộc, nhiều thứ khác nhau. Thì những loài đó sống sanh ra, sống hạn chế trong một cái chủng loại riêng, bản năng riêng, và những loài này thì nó không thể so sánh ma quỷ được. Đôi khi chúng ta thấy rằng có gì con chó đó nó cũng hạnh phúc hơn con người, nhưng mà dừng lại điểm luôn. Ngày hôm qua có câu chuyện đó là có hai con chó của tân tổng thống Biden được đưa vào, mới vừa đem vào cầu tòa Bạch Ốc, thì con chó tên là Major. Thì con chó này đó không biết là do cái nghiệp gì trong quá khứ, thứ cách đây 2 năm đó, nó là một con chó hoang và bị cái sở kiểm soát súc vật bắt bỏ trong một cái nhà nó gọi là Human Society. Chứ nếu mà không có người mà đến xin để về nuôi ai đáp chứ, thì con chó nó sẽ bị giết đi. Từ một con chó hoang mà vô thừa nhận rồi được ông Biden xin đem về, bây giờ hôm nay nó trở thành một con chó vào trong tòa Bạch Ốc. Nó vô tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, thì bây giờ nó gọi là first dog. Ở trong tiếng Anh đó là ví dụ như để nhất phu nhân là first lady, và còn con chó và của tổng thống là first dog. Chúng ta thấy cuộc đời đúng đúng là có nhiều chuyện, là từ một con chó và ở trong cái nơi mà suýt bị chết, nếu không có ai mà nuôi sinh về nuôi thì họ sẽ chết ở Mỹ như vậy. Nhưng mà được ông Biden sinh về, bây giờ được đưa vào trung tâm Bạch Ốc trở thành first stop, thì đúng là cuộc đời nó có nhiều chuyện mà mình không có tưởng, không có nghĩ được. Thì trong trường hợp này nó không phải là tất cả, nhưng mà chung chung thì dù sao là ma quỷ nó vẫn hơn là loài bàn sanh. Bàn sanh thì tôn giả dùng một cách dẫn dụ, từ cái cõi địa ngục rồi lên bàn sanh cái nào tốt hơn, rồi bàn sanh rồi lên ma quỷ lên loài người, loài người lên tứ thiên vương, tứ thiên vương lên đáo lợi dạ ma, ma đầu súc, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại, vân vân. Thì nó có phạm thiên. Thế thôi. Thì khi tôn giả sắp được thoát khỏi là một cuộc so sánh đó, thì chúng ta thấy rằng cái tâm của Bà La Môn Đa Đang Chani từ cái chỗ mà đang chịu sự đau khổ, bây giờ thì lại nghĩ đến sự so sánh, mà do nghĩ so sánh đó, cái tâm nó bớt bớt đi cái sự chú ý đối với cái đau. Và khi mà nói đến cảnh giới phạm thiên đó, thì tôn giả biết được là cái tâm của vị chị các vị Bà La Môn này, họ có cái thường nghiệp là họ hay ca ngợi về cái cảnh giới thanh tịnh của phạm thiên. Và bây giờ ngài mới dạy cái con đường đạt đến cảnh giới phạm thiên. Thì thưa quý vị, theo trong Phật pháp đó, thì có một cách duy nhất mà đạt đến cảnh giới phạm thiên, không phải là làm phước và
chúng sanh mà làm phước như là bố thí trì giới, sanh về cõi trời là cõi trời trì giới, nhưng mà nếu sanh về cõi phạm thiên là phải do cái năng lực của thiền định, như là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Trong cái phương cách để phát triển tâm định thì có nhiều cách, nhiều cách gọi là định thiền trí, giống như điểm đất nước lửa gió mưa không, hay là xanh vàng đỏ trắng để tập trung tâm định. Nhưng mà có một cái trạng thái mà nó tập trung tâm định, mà cái trạng thái này tương đối là dễ cho phần đông chúng ta tu tập ở trong cái pháp tu gọi là chỉ. Cái pháp này dễ, đó là tu tập từ bi hỷ xả. Cái này thì rất là khó nói, rất khó nói. Trong tiếng Anh họ có cái chữ gọi là hai, chúng ta gọi là phê. Ví dụ như một người mà hút xa ma túy họ phê, thì cái cảm giác này nó là cảm giác rất là khó để diễn tả. Bây giờ mà chúng ta không có tập thể dục thì chúng ta thấy rằng chạy nó là một cái rất là mệt. Nhưng mà khi một cái người mà họ chạy bộ nhiều thì họ có cảm giác gọi là phê, cảm giác này chỉ có người tập thể dục họ mới biết. Họ chạy một hồi họ cảm thấy rằng nó lâng lâng, nó nhẹ nhàng, và như là họ thể nhập vào một trạng thái đặc biệt lạ, nó đưa chúng ta qua một cái tâm thái khác. Thì trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, cái cách suy nghĩ của chúng ta nó hữu hạn và nó hạn chế, nó không có đạt đến cảnh giới gọi là Mahakata, cảnh giới đáo đại, cảnh giới rộng. Tính ví dụ bây giờ là mình có một cái gì tốt mình đem cho con chó nó ăn, thì mình cứ nghĩ con chó của mình nó tốt hơn là cho chó hàng xóm. Cái tâm của chúng ta luôn luôn có cái hạn chế trong cái đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, và cái tâm này rất là hạn chế. Và vì vậy á, khi mà mình tử tế, mình thân thiện á, thì mình tử tế với một số người nào đó chứ không phải với tất cả. Ví dụ như có những người rất là tử tế nhưng mà họ chỉ tử tế với những người cùng màu da, như ở Đại Mỹ này người ta đang có phong trào hướng gọi là thượng đẳng da trắng, thì chỉ có những người da trắng mới là đáng được hạnh phúc, đáng được trân trọng, đáng được cao quý. Người da đen thì rồi khi mà chúng ta nghĩ về chúng ta có lòng trắc ẩn đối với nỗi khổ chúng sanh ấy, thì mình cũng chỉ nghĩ đến là trắc ẩn đối với một số người nào đó mà thân quen, và những người không thân không quen họ khổ, mình họ khổ mặc họ, thậm chí đôi khi mình còn khoái trá trước nỗi khổ của chúng sanh khác. Đó là tâm bi, nó cũng giới hạn, nó sẽ trắc ẩn giới hạn. Tâm hỷ cũng vậy, cái tâm tùy hỷ vui theo đó. Như là nếu mà cái sự thành công của con mình thành công mình vui, nhưng mà con của ai khác thành công mình không có vui, hay là bản hay là những người thân nào của mình mà đắc cử thì mình vui, mà những người không thân mình đắc cử mình không có vui. Nói chung là cái tâm tùy hỷ của mình nó cũng giới hạn. Và cái tâm mà an nhiên, mà giữ cái tâm an nhiên quân bình trước những cái ưu điểm khuyết điểm, những cái hay cái dở chúng sanh khác, thì chúng ta không có được cái tâm quân bình đâu. Mà nó cũng tùy người. Giả sử như là quý vị là mẹ mà con mình có khuyết điểm thì bị giữ cái tâm an nhiên được, nhưng mà đối với chúng sanh khác mà có khuyết điểm thì mình công kích nặng nề. Thì ở tại đây nó có một cái
chuyện đó, đó là đời sống của chúng ta hàng ngày nó luôn luôn đóng khung, luôn luôn cục bộ, luôn luôn sống trong cái hạn cục. Và trong cái đó, đó là cái nhìn của chúng ta đối với tha nhân, đối với chúng sanh cả. Là khi mà mình có thể đem cái sự thân thiện, đem cái sự cảm thông, đem cái sự chan hòa và đem cái sự an nhiên nhìn tất cả chúng sanh một cách như nhau, thì chúng ta đạt đến một cái tâm của tâm vô hình. Và lúc đó chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Giống như bây giờ ở trong chùa, Phật tử trong chùa mà những người Phật tử đi chùa có khai đạn, chỉ mong những cũng giống mình được vui thôi thì nó khác. Nhưng một người đi vô trong chùa thấy rằng tất cả Phật tử đều đáng quý, đều đáng thương, đều đáng được mình đối xử cách tử tế thì cái tâm mình nó khác. Và cái này nó rất là khó, mình phải tu tập. Và khi tâm mình nó thể ra một cảnh giới đó thì nó được cái trạng thái chúng ta gọi là thể nhập vào cảnh giới vô lượng của định lực. Thì ở đây tôn giả sẽ được Phật dạy Bà La Môn Tha Lan Chân Ni một cách truyền thống và được biết Phật thường dạy, và chúng ta cũng nên nhớ những điều này. Chúng nhất á, là có bốn cái trạng thái mà chúng ta phải tu tập tâm từ. Đó là đầu tiên là tu tập tâm từ, là cái tâm thân thiện Dạ, quý vị có nghe lại được không vậy? Dạ, xin lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ, dạ cảm ơn quý vị. Dạ. Quý vị, cái cách tu tứ vô lượng tâm đó, cái này phải là suy nghĩ nha. Khi mà chúng ta suy nghĩ đó là một chuyện khác. Khi mà chúng ta tu tập, đó là một chuyện khác. Tu tập là chúng ta phải tu theo thứ đó. Cái đầu tiên là chúng ta tu tập tâm từ, là mong cho chúng sanh được hạnh phúc. Khi một người mà thật sự mà có cái tâm chân thành mong cho người khác được hạnh phúc đó, thì người đó mới có đủ cái sự chân thành để cảm thông cái nỗi khổ người khác. Giống như ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, mà mình mong cho ai được hạnh phúc mà người đó khổ, tự nhiên mình xót xa. Thành ra cái tâm từ nó phải đi trước mới tâm bi. Trong sự tu tập như vậy, rồi có tâm từ tâm bi đó, thì nó dễ dàng để chúng ta cảm thấy hạnh phúc với cái hạnh phúc của chúng sanh khác. Tức là mình hòa cho cái niềm vui chúng sanh khác, là tu tập tâm hỷ. Và khi mình có tâm từ tâm bi và tâm hỷ rồi đó, thì chúng ta sẽ có được cái tâm và quý vị không còn nghe được nữa hả? Dạ, xin hỏi quý Phật tử, quý vị có còn nghe được không? Dạ. Dạ.
Khi mà chúng ta tu tập á, thì cái thứ lớp là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thứ lớp. Và chúng ta nên nhớ một điều là cái đặc điểm của tứ vô lượng tâm là lấy chúng sanh làm đối tượng. Lấy chúng sanh làm đối tượng. Nó khác với cái tuệ giác. Lát nữa chúng ta sẽ nói qua cái tuệ giác, điều mà Đức Phật dạy. Khi mà chúng ta nói đến tuệ giác là chúng ta lấy cái hiện tượng của pháp giới, nó khác với lấy chúng sanh. Chúng sanh gồm A và B, người, thú, chư thiên, vân vân, lấy chúng sanh. Thì khi mà lấy chúng sanh đối tượng đó, thì một cái cách mà tiếp cận chúng sanh mà đơn giản nhất, mà nó ít có bị hạn chế nhất là theo phương vị. Theo phương vị tức là khi mình là con người á, và quý vị thấy khi mình mặt mình luôn hướng về một cái gì đó, mặt hướng một điểm nào đó, thì trước mặt, bên phải, bên trái, sau lưng, trên và dưới, khi mình ngồi như vậy, đầu tiên là mình phải nghĩ đến phương vị là tất cả chúng sanh ở trước mặt, cái hướng trước mặt mình. Và cái này là mình phải tu tập rồi mình mới hiểu được. Và khi mình ngồi xuống, mình ngồi thiền định, đối với tất cả chúng sanh trước mặt thì mình đều mong cho được an lành. Rồi bên tay phải, hướng bên phải, hướng bên trái, hướng sau lưng chẳng hạn. Thường thường ở trong tiếng Phạn thì có câu dịch là Đông Nam Tây Bắc, nhưng mà ở trong tiếng Phạn thì như Pachima là ở phía sau, Pachima là phía sau, nhưng Pachima cũng là hướng Tây. Hay là Dakshina, Uttara là Uparima, Uparima thì cũng Hetima là trên dưới, trước mặt, phải, trái, trên dưới, vân vân. Thì ví dụ ban đêm mà chúng ta ngồi đó, hay là chúng ta nằm, chúng ta nghĩ cái phương vị đó, thì chúng ta mong cho tất cả chúng sanh trong cái phương đó đều an lạc. An lạc trong từng cái phương hướng một. Và sau khi mà nghĩ tưởng đến chúng sanh an lạc trong từng phương hướng một, thì chúng ta lại an trú tâm vào cái bao trùm tất cả phương hướng. Thì chúng ta thấy như vậy là ban đầu là nó có giới hạn về phương hướng. Sau khi các phương hướng đều giống nhau á, thì đạt đến cái chỗ là tất cả chúng sanh Sabbe Satta Sukhita Hoan Tu. Cái phương hướng ấy, nó ít làm cho chúng ta bị ngăn ngại lắm, thưa quý vị. Ví dụ như chúng ta nói rằng cầu mong cho người thân, người không, người thù nghịch, vân vân. Nhiều khi giữa người thân và người không thân, người thù nghịch, nó có những cái trở ngại mà khó hòa với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta nguyện là tất cả chúng sanh ở trước mặt, ở bên phải, bên trái, sau lưng, ở trên, ở dưới, đều được an lành, thành ra cái niệm tâm từ đầu tiên là chúng ta niệm với các phương hướng. Các phương hướng, rồi từ các phương hướng đó là mới mới tạo ra một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương hướng tất cả chúng sanh. Và sau khi tâm từ đủ rồi thì là an trú vào trong tâm bi. Tâm từ nó là sự thân thiện, mong cho người được vui, và tâm bi là sự cảm thông hay là trắc ẩn, mong cho chúng sanh bớt khổ. Cảm được sự bớt khổ. Thế mình mong cho người được vui thì mình không mong cho người bị khổ. Cái này nó có nhiều lợi lạc. Và khi mà mình mong cho người được vui, hết khổ, thì mình đem cái tâm mình hòa với cái vui của người khác. Đồng thời mình đem cái tâm an nhiên chấp nhận cái khuyết điểm, cái không được người khác. Chúng ta gọi là tâm xả. Thì bốn cái trạng thái từ bi hỷ xả này đó, nếu một người khéo tu, quyết tu thì nó dễ lắm. Tại vì sao? Cái khuynh hướng của chúng ta, cái khuynh hướng của chúng ta là gì? Khuynh chúng ta sống là nhân ngã bỉ thử, với người, với ta. Mà cái khuynh hướng mà nghĩ về cái ta của ta, từ ngã của ta đó, nó luôn luôn vẽ cho chúng ta những cái hàng rào, những cái vòng đai. Bây giờ muốn vượt qua điều đó, đó thì chúng ta tu tập bốn pháp từ bi hỷ xả. Tu cái này rất có lợi.
Và bất cứ người tu Phật nào, kể cả các hành giả hành tín niệm xứ, đều cũng nên tu tập cái này. Đức Phật ngài thường dạy là một vị tỳ kheo khi mà đi khất thực xong buổi trưa về ngồi kiết già thì tâm an trú vào từ bi hỷ xả. Thường Đức Phật dạy như vậy. Và nếu mà chúng ta sống mà với cái tâm từ bi hỷ xả niệm như Đức Phật dạy đó, chúng ta bớt được rất nhiều cái stress, bớt được nhiều cái căng thẳng. Thì với một cái người mà phát triển được bốn cái tâm từ bi hỷ xả này thì các vị đã an trú vào trong một trạng thái gọi là Brahmavihara hay là phạm trú, là nó giúp cho chúng ta nhất thời được cái tâm thanh tịnh. Và chúng ta hiểu rằng cái tâm của chúng ta mà bị phiền não là do cái sự phân biệt nhân ngã bỉ thử, cái này là của ta, là ta ngã của ta, trong cái sự đối đãi với chúng sanh trong cuộc đời này. Mình bước sáng thức dậy, mình suy nghĩ để thấy trong một ngày mình suy nghĩ đó, bây giờ nói đơn giản là chuyện chính trị. Chính trị ở trong chính trị á, nó người ta khoan nói đến đúng sai phải quấy, mà người ta nói đến tôi thương ông này ghét ông kia, đây là phe ta, đây là phe chỗ phe kia, bên này phe khác, giống này giống khác, cáo buộc chửi bới với nhau, tất cả nó đều nằm ở trong cái tính gọi là nhân ngã bỉ thử hết. Và phân biệt như vậy. Rồi khi mà tu được tâm này rồi thì nó đạt đến cái cảnh thái Đức Phật ngài gọi là cái cảnh vô lượng Bhakata, cảnh đáo đại, cảnh vô lượng. Thì vị Bà La Môn với cái lời hướng dẫn của tôn giả Xá Lợi Phất ấy, đã được an trú vào trong thiền. Ở đâu không nói chi tiết là vị này đạt được cái thiền chứng nào, nhưng mà ở đây có nói rằng vị này đạt được cái cảnh giới của thiền, và vị này sanh về cõi phạm thiền. Đức Phật ngài với Phật nhãn á, ngài ngài thấy ngài biết chuyện đó thì ngài có, ngay lúc đó đó thì ngài cũng nói với ngài ngay lúc đó ngài cũng nói với Chư Tăng là về trường hợp là phạm thiên đã hành chánh niệm đã tư trần và sanh về cõi phạm thiên. Thì sau đó không lâu thì tôn giả Xá Lợi Phất lại về đến chùa Trúc Lâm đảnh lễ Đức Phật và kể lại câu chuyện của Bà La Môn Đa Hân Chân Ý. Và Đức Phật ngài có hỏi, ngài có hỏi là tại sao mà Bà La Môn có trình độ cao hơn nhưng mà chỉ dẫn dắt đến tu đến của phạm thiên thôi. Thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng thưa một cách rất là thành thật là ngài nghĩ rằng vì Bà La Môn, những Bà La Môn họ rất là ưa thích cảnh giới của phạm thiên. Thì ở đây có ba điểm mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử. Nó có sự khác biệt giữa cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái tâm giải thoát là cái tâm được thanh tịnh, không có bị phiền não. Thì một người mà tu tập các thiền chứng, trong trường hợp này tu tập từ bi hỷ xả đạt đến thiền chứng như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì do các cái thiền chi như tầm tứ hỷ lạc định thì vị này có thể áp đảo được những cái thiền cái và cái tâm tự tại. Thì cái đó gọi là tâm giải thoát. Nhưng mà còn có một sự giải thoát khác trong đạo Phật, đó là tuệ giải thoát. Cái tuệ giải thoát này một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu trên phương diện lý thuyết đó, là cái khả năng thấy được những cái hiện tượng như là vô thường, khổ, vô ngã, và chẳng thấy mà vị này còn chấp nhận an nhiên và sống với hiện tượng đó một cách thoải mái. Ví dụ đơn giản là chúng ta nghe một cái quốc gia rất là giàu đẹp của quê hương chúng ta, rồi sau đó sự giàu đẹp đó không còn nữa, cảm thấy vô thường, cảm thấy mình buồn. Một người rất thân của chúng ta, mình thương người đó, bây giờ người đó chết đi, mình cảm thấy buồn. Hay hoặc giả là bất cứ những cái biến dịch, những cái đổi thay nào trong cuộc sống đó,
nó làm cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy buồn bã, cảm thấy khó chịu vân vân, bởi vì chúng ta không chấp nhận sự vô thường. Một khi mà chúng ta có thể sống và có thể an nhiên với sự vô thường, chấp nhận đó, thì đó là cái dấu hiệu của cái tuệ giác, nhưng chỉ một phần mà chúng ta phải diễn tả bằng ngôn ngữ tại đây thôi. Cái tuệ giác đó là cái sự việc như thế nào thì mình sống nó như, chấp nhận như vậy. Và để được như vậy thì người này phải có đủ cái khả năng thấy được rằng từ trong mỗi con người, ở trong mỗi hơi thở, ở trong mỗi khoảnh khắc đó, thì nó là một dòng sanh diệt của thân, của tâm, và nó luôn luôn biến đổi. Và trong cái dòng sanh diệt đó đó, sanh diệt là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả khi mà chúng ta mới bắt đầu vào cái lớp học này cho đến bây giờ thì không biết bao nhiêu là sự sanh diệt từ trong mỗi tế bào của thân, mỗi sát na của tâm, cả thế giới, cả vũ trụ này nó thay đổi sanh diệt, nhưng mà chúng ta thì lại không chấp nhận sự sanh diệt. Mình thì mình muốn rằng cái này là của tôi, cái này tôi đẹp, tôi nằm yên một chỗ, nó giống như là mình trưng một bình hoa lên thì mình muốn cho hoa đó nó sẽ dĩ về hoài mà nó không tàn. Nhưng mà cái hoa chắc chắn là một khi nó đã nở ra thì mỗi một khoảnh khắc trôi qua đó, tức là cái tuổi thọ nó lại ít đi, cái tuổi thọ dự trữ nó lại kém đi, cái năng lượng nó kém đi, và nó đang đi đến chủ hủy diệt luôn luôn, không có cái nào mà không có cái tuổi thọ của nó hết, tất cả mọi thứ là vô thường. Nên một cái người mà có khả năng mà thắp sáng tuệ giác để quan sát về cái vô thường, cái trống rỗng và cái vô ngã, và có thể sống một cách rất là điềm đạm, sống rất là an nhiên, sống rất là tự tại, sống rất là tự nhiên đối với những cái điều như vậy đó, thì cái đó thuộc về cảnh giới của tuệ giải thoát. Và dĩ nhiên là khi mà mình diễn tả tại đây thì cái ngôn ngữ mình nó rất là giới hạn, nó giới hạn lắm, bởi vì thứ vị con người nó rất là đơn giản là có một lần chúng tôi được một đài radio phỏng vấn nói về trường hợp của Đức Phật. Ngài có một người phụ nữ tên là Kisa Kotami, con rồi lại ẩm sát con mà tìm người cứu giùm, và Đức Phật ngài khuyên đi tìm một ít hột cải ở gia đình nào không có người chết hết. Thì câu chuyện đó đó được phát sóng thì tuần sau có một vị mục sư lên trên đài, và vị mục sư của Việt Nam ở trên đài này, ông nói rằng ông đem tên của chúng tôi ra, ông nói rằng bởi vì đó mình nói tại sao tu theo Phật đó thì người ta chết thì biết là chết, Chúa thì có thể cứu cứu người ta sống lại, cứu sống lại, hay là con người mình sống mình bị khổ đau vì sanh tử mà Chúa làm cho con người trở thành bất tử chẳng hạn. Và chúng tôi sống ở Mỹ, chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp, đi gặp rất nhiều trường hợp, người ta gặp chúng tôi hỏi về chứ anh tu theo ai, nói giờ tu theo Phật, có biết là Phật chết rồi nhưng mà Chúa còn sống không, thì thí dụ vậy. Người ta cảm thấy rằng những cái chuyện đó nó là một cái gì rất là hay, những cái đó là cái gì rất là đặc biệt. Nhưng mà riêng trong Phật pháp á, thì vấn đề nó không phải là vô thường, mà vấn đề là cái tâm của chúng ta có an nhiên, có chấp nhận được sự vô thường đó hay không. Bây giờ chúng tôi cứ nói hoài là mình sống ở trong thành phố mà trời có ngày có đêm, có nóng có lạnh, có mưa có nắng, và một con người hạnh phúc thật sự không phải là người được sống trong một nơi mà chỉ nắng ngoài không có mưa, hay là chỉ không có đêm, mà là mưa biết là mưa, nắng biết là nắng, và đó là như vậy đó. Và đó là như vậy mà không có dùng cái chuyện đó để đặt thành vấn đề buồn bực, đặt thành vấn đề lớn chuyện để làm khó khăn với việc đó. Cái này là cái rất là khó trong đời sống của chúng ta. Thì vì vậy một cái người mà tu tập về 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 niệm xứ, chúng ta gọi là thiền quán đó, là người có thể có được cái khả năng quan sát đây là sanh, đây là diệt, đây là cảm thọ vui vừa sanh khởi, đây cảm thọ vui vừa diệt, hơi thở vào hơi thở ra, và chúng ta nhìn thấy cuộc sống nó là một cái dòng chảy
kết nối với nhau của những cái pháp sanh và diệt, hết sanh rồi diệt, hết diệt rồi sanh. Và khi mà chúng ta càng càng cảm thấy thoải mái, càng quan sát điều đó thì chúng ta không bực bội rằng tại sao cái này nó không tồn tại hoài, tại sao nó không là thế này mà đừng là thế kia. Thì đây là một cái điểm nó liên quan đến vệ giác. Vì vậy điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là có nhiều Phật tử và kể cả nhà sư phê phán và phê phán cái thiền chỉ, và nói chỉ có thiền quán mới là tốt để nên tu thôi, không nên thiền chỉ. Chúng ta hiểu sai bài kinh này. Chúng ta hiểu sai bài kinh này. Ở trong bài kinh này không có đả phá thiền chỉ đâu, mà ở trong bài kinh này có ý muốn nói rằng đạt được tâm giải thoát là một điều tốt, nhưng mà tuệ giải thoát cũng là một điều tốt nữa. Và chúng tôi muốn quý Phật tử chia sẻ với chúng tôi một điểm khác là có rất nhiều vị giảng sư, có rất nhiều Phật tử, đôi khi chúng ta có vẻ như là chê Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đã, ở trong trường hợp này Đức Phật có vẻ như dùng cái chữ là khiển trách Ngài Xá Lợi Phất, tại sao ông Bà La Môn có thể tu đến cảnh giới cao hơn là giác ngộ giải thoát mà giải lấy cả phạm thiên thôi. Thì chúng tôi phải nói với vị rằng nếu một cái người mà có khả năng để chê Ngài Xá Lợi Phất đó, thì chỉ có tư cách đó thôi, chưa thấy chúng ta đâu. Có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng mình đọc kinh mà đọc không có tới đó, thành ra mình hay có những cái lời phê phán. Trong cái lời phê phán đó, đó nó có tất cả là mạo phạm, mình không hiểu. Thật ra cũng có rất nhiều trường hợp Đức Phật Ngài dạy một một người tu tập sanh về phạm thiên giới, có chứ không phải có, không có. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì Đức Phật Ngài có nói với tôn giả Xá Lợi Phất rằng phạm thiên là Bà La Môn đa nên chờ đi có cái khả năng lãnh hội cao hơn, và dĩ nhiên là Đức Phật là một vị khác, Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài đứng đứng thập lực. Về cái khả năng thì Ngài này đó nó nằm trong cảnh giới của chư Phật. Và Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài vẫn có những cái siêu việt mà cũng không thể nào so sánh hoàn toàn với Đức Phật được. Bởi vì chúng ta nghe một cái đoạn kinh văn ngày hôm qua chúng tôi có nói đó là không có một đệ tử nào của Đức Phật có thể ngang hàng với Đức Phật, và có thể ngang hàng với Đức Phật về mặt tu chứng, về mặt hiểu biết chiều sâu, chiều dài, chiều rộng của thời gian, căn tính với chúng sanh hết. Về việc đó thì chánh đẳng chánh giác hơn hẳn tất cả chư Phật lục giác và trên văn giác. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói điểm như vậy là chúng ta đừng bao giờ kể câu chuyện này nó như là một câu chuyện để chê trách Ngài Xá Lợi Phất. Cái chuyện mà nếu có nói với Ngài Xá Lợi Phất cách khác đi là chuyện Đức Phật nói chứ không phải của chúng ta. Chúng ta chưa có đủ tư cách để nói chuyện đó. Chúng tôi không phải nói mình tự ti, nhưng mà mình phải thấy rằng tôn giả Xá Lợi Phất đã là một việc rất là ảo diệu, là từ một con người sống buông thả phóng dật, sống không có tinh cần trong thuyết pháp, trở thành một con người tinh cần trong thuyết pháp có đạo tâm, thì điều đó điều quý. Một con người đang đau khổ với thể xác hoành hành mà Ngài hướng người đó an trú vào cái bốn cái đức từ bi hỷ xả tự thiền chứng, thật là Ngài siêu việt lắm, chứ không không phải như chúng ta nghĩ đâu. Chỉ có điều rằng Đức Phật Ngài dạy rằng tôn giả Xá Lợi Phất nếu đi thêm một chút nữa dạy về quán niệm, về như là về sanh diệt chẳng hạn, thì Bà Lôn Đa Năng Chân Ý đã có thể thành tựu việc đó. Nhưng mà ở đây là một bậc toàn giác nói chuyện với một bậc đệ nhất thinh văn, và nó không phải là một chúng ta là xin lỗi, chúng ta là nhỏ bé bên ngoài, chưa tới phiên chúng ta xen vào để mà chúng ta chỉ trích Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì khi mà chúng ta nói như vậy chúng ta phải cẩn thận. Chúng tôi rất là sợ về điểm này, tại vì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp chư tăng và quý Phật tử hay có những cái lời chê trách các ngài, Ngài Xá Lợi Phất Ngài không thấy được căn cơ chúng sanh vân vân. Chúng tôi nghĩ rằng mình nên thay đổi cái việc đó, bởi vì bây giờ đôi khi trong thời đại chúng ta là ai chúng ta cũng phê bình được hết. Nhưng mà
mình phải nói rằng chỉ có những người ở trong nghề, có những người chuyên môn và những người thật sự biết, họ mới có thể phê bình với nhau được. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng phải nói như vậy. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong trong bài kinh hôm nay. Xin lỗi quý vị là bài kinh ngày hôm nay cũng hơi dài, bài kinh hơi dài và chúng tôi phải đi qua từng phần một của bài kinh nên chỉ không có nhiều thời gian. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Dạ, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Đăng, chắc thượng tọa Pháp Đăng không. Thượng tọa Tuyên Quyền, thượng tọa có ở trước máy không? Ô dạ, xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ nói cho vài lời về bài kinh này. Và sau khi còn nói vài lời, chắc chúng ta có hồi hướng công đức cũng hết giờ rồi. Nhưng mà kính cùng thỉnh thượng tọa. Con tri ân thượng tọa Giác Đặng. Thì để tiếp theo lời của thượng tọa Giác Đặng thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó, thì thật sự là cái duyên của vị Bà La Môn này. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng đối với Đức Phật và đối với cái lời dạy của Đức Phật thì tất cả chúng sanh trong đời mình có duyên với cái vị đó, và cái thiện duyên đó được kết nối mà chúng ta không biết được, mà chỉ có Đức Phật ngài biết được cái duyên kết nối đó. Và cái sự lãnh hội, cái sự mà chuyển hóa của cái nội tâm đó, đó là điều cần thiết. Thường thì chúng ta biết rằng giữa Bà La Môn và ngài Xá Lợi Phất, và một cái cách mà ngài mình gọi là giống như dẫn dụ vậy, từ cái khổ cảnh này để thấy cái khổ kinh khủng hơn ở trong địa ngục, từ cái khổ kinh khủng trong địa ngục rồi đến cái khổ ở trong cái loài súc sanh, từ cái khổ trong loài súc sanh đến cái khổ của loài ngạ quỷ, và so sánh đến những cái sự bớt khổ đi, và cái sự so sánh với các cái tầng trời do cái thiện nghiệp mang lại. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật hay là đối với đệ tử của Đức Phật thì ngài tuyên thuyết đó, thì dẫn dụ để cho cái trí tuệ nhìn nhận được những cái sự thống khổ, mà những cái sự thống khổ đó mình cũng đã trải qua trong cái sự luân hồi, nhưng mà rồi mình vẫn bị khổ đau trong cái sự luân hồi đó, cho đến khi nào đó mà mình có cái tuệ tri, cái sự hiểu biết về các cái khổ đó, và cái khổ này đó thì nó kinh khủng hơn cái khổ kia. Cái khổ từ dưới bốn cái đọa xứ mà do cái ác pháp, thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà lọt vào cái địa ngục đó thì đó là cái khổ của tà kiến, và cái lọt vào súc sanh đó là cái khổ của tham ái. Rồi cái khổ khi mà chúng ta tái sanh vào những cái loài ngạ quỷ đó là cái khổ của tham bỏng sẻn. Và chỉ có khi nào chúng ta nhìn nhận được những cái nỗi khổ đó đó thì chúng ta mới thấy mình được làm người, làm chư thiên tứ đại thiên vương và chư thiên đao lợi thiên vương, hoặc là chư thiên đấu xuất thiên, hoặc là dạ ma thiên, hoặc là quá lạc thiên, hoặc là tha hóa tự tiện tự tại thiên. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với các cái cõi trời đó thì cái hạnh phúc nó nhiều hơn, nó nhiều hơn, nhưng mà rồi cái sự tu tập đó, cái sự tạo trữ công đức nó cũng mạnh mẽ hơn. Ví dụ chúng ta thấy cõi cái cõi tha hóa tự tại
mà một người mà một vị chư thiên thao hóa tự tại muốn cái gì đó, người ta biết được cái tâm của mình. Cũng như ở đời vậy, mình thấy cái khổ của mọi loài người khi mà họ đi trên những cái đoạn đường mà ổ voi, ổ gà, ổ trâu rồi đi bất an, sình lầy rồi dơ bẩn, mà mình khởi tâm mình làm vì tất cả mọi người, thì nó cũng vậy. Cái thiện nghiệp nó cũng là cái thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp này nó thù thắng hơn, nó sẽ cho sanh lên cái cõi quá lạc, hay là cõi tha hóa tự tại. Nên chúng ta thấy rằng đối với cái chi pháp, hay đối với cái sự mà trình bày của ngài Xá Lợi Phất đó, nếu mà chúng ta có để tâm suy nghĩ chút xíu đó, thì chúng ta cũng thấy cái từng tự thứ lớp để vượt qua, cái từng tự thứ lớp để vượt qua, cho đến khi mà từng tự thứ lớp để đạt thành Phạm Thiên Giới đó, là do cái tâm thiền định. Cái tâm thiền định đó, nó mới cho ra cái quả nhất định để sanh về cõi Phạm Thiên. Ví dụ chúng ta chứng được sơ thiền đó, thì chúng ta sanh về Phạm Chúng Thiên. Với tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu đó, thì chúng ta làm Phạm Phụ Thiên hay là Đại Phạm Thiên. Thì về mặt này đó, thì chúng ta cũng thấy là cái chi pháp mà Đức Phật ngày đã chứng ngộ và ngày đã tuyên thuyết lại những cái điều đó rất là chặt chẽ. Chúng ta nhiều khi chúng ta lại không có chịu ý, chúng ta không có chịu chú ý, nên chúng ta lại không có thấy được cái chiều sâu của các cái cảnh giới trình bày qua các cái cảnh giới chư thiên hay là cõi Phạm Thiên. Chỉ có khi nào mà chúng ta nghĩ rằng cái sự thành công này nó cũng có một cái thành quả, khi mà Phạm Thiên này cái tuổi thọ nó lâu hơn, và nếu mà Phạm Thiên đó mà có chết từ cõi Phạm Thiên đó, thì cũng sanh xuống làm người, chứ không phải như các cái cảnh giới chư thiên có thể rơi vào trong khổ cảnh luôn. Đây là một vài cái điều mà khi chúng ta học đến cái điểm này đó, chúng ta cũng phải có tác ý như vậy. Bởi vì thường quý vị biết rằng những cái mà Đức Phật ngày thuyết giảng đó là dẫn dắt mình từ cái dễ làm mà tới cái khó làm, từ cái khó làm đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái sự bố thí dễ hơn là cái sự trì giới, nhưng mà cái sự trì giới đó thì nó dễ hơn cái sự tu thiền. Và cái sự tu thiền cũng vậy, từ thiền chỉ mà mình tu đến thiền quán nó lại khó hơn. Bởi vì chính những cái điểm này á, nên các cái cảnh giới chư thiên hay phạm thiên nó có thấp cao này đó, thì với cái trí tuệ của Đức Phật á, thì ngài biết cái tuổi thọ thấp cao, cái phước báo nhiều ít á, đều là do cái mãnh lực tâm. Cái mãnh lực tâm á, mình gọi là cái nghiệp á, nó cho ra cái sự dị biệt. Dù là cái tâm sơ thiền nhưng mà Phạm Chúng Thiên là khác, Phạm Phụ Thiên là khác, Đại Phạm Thiên cũng khác, cũng là tâm sơ thiền rồi, nhưng mà ở trong đó các cái thiền chi mình yếu, điểm này đó được trình bày, chúng ta nếu mà chúng ta để ý thì chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Như vậy thì tiếp theo cái lời của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin có vài cái ý để nói thêm ở trong cái câu chuyện của Bà Môn Thánh Anh Chánh Ý và cái việc hoằng pháp của ngài Sariputta. Thì bây giờ thì con đã thấy đã quá giờ này, xin giờ mời tri chúng lên tri ân chư tôn đức hồi hướng hoàn mãn cái buổi học hôm nay. Xin mời quý vị tri chúng. Sa thú lành thay. Dạ, cho con hỏi, dạ có nghe con nói không ạ? Dạ, con cảm ơn sư tổ tri. Sa thú lành thay, con thành kính tri ân chư tôn đức. Con nguyên xuân thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống,
hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho phần hành của lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ông đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Hãy
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Giá.